Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy những người pha ri nói với các môn đệ người rằng: Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói, Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về và học cho biết ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời chúa thưa cộng đoàn phụng vụ. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hai vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Vấn đề thứ nhất là chính Chúa đến để chọn gọi chúng ta và ngài đưa chúng ta vào trong sự sống của ngài. Và cụ thể hôm nay Chúa đã đến và Chúa gọi một con người có tên là Matthew làm nghề thu thuế. Chúa đến, Chúa gọi và Chúa đưa chúng ta về, bởi vì chúng ta đang ở trong tình trạng tội. Matthew làm cái công việc thu thuế bị xem như là một công việc tội lỗi, và Chúa đã gọi và Matthew đã bỏ lại công việc đó, đứng phắc dậy để đi theo Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta được Chúa gọi nhiều lắm ngài gọi chúng ta ngang qua các biến cố của cuộc sống và ngài nhắc nhớ chúng ta ngay trong lương tâm của mình nói với chúng ta đứng dậy để về với ngài sống một cuộc đời ngay lành thánh thiện công bằng và bác ái nhưng mà thực sự chúng ta đôi khi không mạnh dạn để đứng lên về với ngài ta cứ bị dày vò với cái quyền lợi với cái quyền lực với cái thuộc về thế gian này do vậy ta không được giống như Matthew mà đứng phát dậy bỏ lại cái bàn làm việc đó để đi theo Chúa Giêsu và trở thành môn đệ của Ngài. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi chúng ta đã về với Chúa và chúng ta đã sống trong ơn nghĩa của Ngài, bữa ăn luôn luôn là cái cơ hội để chúng ta thể hiện niềm vui. Trong bữa ăn, người ta gặp nhau, người ta trò chuyện, và người ta đến với nhau trong một cái sự sẻ chia thực sự. Thì hôm nay tin mừng cũng thuật lại cái bữa ăn đó. Khi bà Matthew đứng lên để về với Chúa, ông mở một bữa tiệc, tiệc của niềm vui. Và khách đến dự tiệc thì đông. Có những người bạn thu thuế với Matthew. Trong đó chúng ta thấy xảy ra một cái sự kiện là những người pha ri không nhìn cái khía cạnh lạc quan đó mà trái lại lại xì xèo với nhau về chuyện là ông này ăn uống với người tội lỗi. Và dĩ nhiên, đây là cơ hội Chúa nói cho chúng ta ý định của Ngài. Người bệnh thì mới cần thầy thuốc. Chính Chúa đến để kêu gọi những người tội lỗi. Họ có cơ hội được trở về, chứ không phải là những người công chính. Nếu nhìn ở một lăng kính nào đó, chúng ta cũng là những người tội lỗi thôi. Và chúng ta cũng là những người đầy khiếm khuyết Chúng ta hãy nhìn nhau với cái nhìn của tình thương Để rồi từ đó chúng ta chia sẻ với nhau những bữa ăn của niềm vui Của sự hòa bình, của tình thương và của bác ái Chứ không phải là một bữa ăn mà ở đó chúng ta xét lét đoán xét nhau Và nhận định nhau với cái nhận định rất là không công bằng Xin Chúa cho chúng ta biết yêu thương nhau Và mạnh dạn bỏ đi những gì là khiếm khuyết Để đứng lên về với chúa trong tiếng gọi ở nương tâm của mình amen